nó còn mềm dở lên lấy đồ mới bận cái nó hết trơn đi. Dạ. Mình bận để hồi ta cũng bận à. Dạ, dạ. Bận hết đi con, lấy đồ nào mới mới của nó. Cái bà kiếm đồ mới nữa ra nè. Ăn tủ nó ngon, tủ áo nó cháu già nhận. Ừ. Bận hết trơn đi. Món gì đồ của nó là lấy bận cho nó đi. Lấy bụng bút cho nó mềm không? Đó được, được đó ba. Con ăn nó thì con. Dạ. Con cái gì em tối dạ anh ơi. Có đông, có điện của đứa là được không đứa? Giờ lần tới rồi. Rồi vậy là cũng đi Chồng vô đi rồi cái hết hả? Cái gì chứ người chết đó chị? Ừ, đúng rồi. Nó đi, nó làm hơi người sao đâu, có đâu vậy được rồi.